Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Thắng Béo Telecom. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký gói 4G Mobifone 1 tháng 70k. Mạng 4G Mobifone 70k khỏe và rẻ nhất hiện nay. Hãy cùng mình tìm hiểu để trải nghiệm tốc độ 4G ổn định và tiết kiệm chi phí. Mời bạn cùng mình tìm hiểu. Gói cước đầu tiên mình sẽ giới thiệu đó là gói cước AG70. Với giá cước để đăng ký là 70.000 đồng, bạn sẽ nhận được 30GB data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày. Tức là một ngày bạn sẽ nhận được 1GB. Đặc biệt hơn nữa, bạn được miễn phí một tài khoản dùng Mobi Agri. Để đăng ký gói cước AG70, bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp DL dấu cách AG70 gửi đến tổng đài 9084. Gói cước tiếp theo mình sẽ giới thiệu đó là gói cước BT70. Giá cước để đăng ký là 70.000 đồng. Bạn sẽ nhận được 30GB data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày. Tức là một ngày bạn sẽ nhận được 1GB. Để đăng ký gói cước BT70, các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp DL dấu cách BT70 gửi đến tổng đài 9084. Gói cước thứ ba mình sẽ giới thiệu đó là gói cước TA70. Giá cước cũng giống với hai gói cước mình vừa giới thiệu là 70.000 đồng. Bạn sẽ nhận được 30GB data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày. Tức là một ngày bạn sẽ nhận được 1GB. Đặc biệt hơn, bạn được miễn phí một tài khoản ôn luyện tiếng Anh Mobi Edu. Để đăng ký gói cước TA70, bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp DL dấu cách TA70 gửi đến tổng đài 9084. Chúc các bạn đăng ký thành công một trong ba gói cước mình vừa giới thiệu. Các bạn có thể tìm kiếm và tham khảo các gói cước khác của mạng Mobifone tại phần mô tả bên dưới video hoặc truy cập tại website mobifone.group. Tại đây mình sẽ giới thiệu đầy đủ các gói cước 4G của nhà mạng Mobi. Các bạn hãy lựa chọn gói cước phù hợp với nhu cầu của mình để đăng ký nhé. Nếu các bạn có thắc mắc hay câu hỏi, hãy để tin nhắn trong phần bình luận, mình sẽ giải đáp. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.